Rồi chào anh em nha. Hôm nay 14 tháng 5 năm 2021. Thị trường thì Việt Nam chắc mình bán đồ xe thì mình biết hôm nay thị trường Việt Nam mình cái dòng IC rim lùng 99 là đang rất là cháy hàng nha. Cháy hàng. Thì hôm nay mình có về được 54 cục IC rim lùng 99 để chữa cháy nha anh em. Chữa cháy cho anh em nè. Dòng IC rim lùng 99 hàng zin theo xe. Dòng này ai chơi xe độ đến xe zin miễn bàn rồi ha. Chất lượng tuyệt vời. Bao anh em là sử dụng tốt từ xe zin tới xe zin đôm sổ trái các kiểu tự do luôn ha. Ngay cả những xe mà zin đôm tự do của mình chạy thì mình cũng vẫn sử dụng những cục IC rim lùng 99 này ha. Đề nhanh hậu rút, cái máy rất là dịu. Cái này là nói chung là hiện tại nó là trong tất cả dòng IC nó là đỉnh nhất. Nên những cái cục IC mà theo xe cũ nhèm như thế này giá 800-900 ngàn thì anh em vẫn gọi là móc bầu hầu bao của mình ra để mua cục IC 800-900 ngàn như thế này ha anh em. Thì nói chung là anh em nào chơi dòng này thì sẽ hiểu biết chất lượng và giá trị của nó, cũng như là anh em thợ máy này kia hoặc là người chơi xe hiểu thì sẽ biết người ta sẽ chấp nhận bỏ ra khoảng 800-900 ngàn để mua cục IC cũ nhèm như thế này ha. Chỉ bán cho người biết chơi, biết xài và biết hiểu giá trị của cục IC thôi nha anh em. Thành phần nào mà không biết về giá trị cục IC này thì có thể nét giùm em ha, nói nhiều mắc hay. Hôm nay mình có về được 54 cục. Giá là mình bán ngày hôm nay ngày 15 tháng 5 năm 2021 là giá hiện tại là 850 ngàn một cục cho cục IC rim lùng 99 hàng zin theo xe. Hàng có sẵn tại shop của mình nè nha anh em. Anh em có nhu cầu liên hệ em nha. Dự bán rất là nhanh. Giá là 850 một cục. Anh em có nhu cầu liên hệ em nha. Giá 850 là những cái cục mà chấm bình thường nha anh em. Còn nói thiệt đúng zin theo xe thì những cái clip trước mình có làm nói với anh em rất là nhiều. Phân biệt IC rim lùng 99 zin theo xe rất là dễ. Cái đích IC nó sẽ có những cái nó sẽ có bốn dòng chữ như thế này nha anh em. Hai dòng chữ trên là mặc định của IC rim lùng 99, còn hai dòng dưới nó là mã lô của sản xuất. Thì hàng công ty hay bất cứ cái sản phẩm nào thì nó đều gọi là có cái mã lô sản xuất cũng như ngày sản xuất, cái nói chung là cái này là giống như chăng là cái mã lô của cái nhà sản xuất. Đó vậy thôi. Thì anh em ở Việt Nam mình gọi là chấm lớn chấm nhỏ gì nữa không biết. Nói chung là em bán cái giá mà 850 một cục là chấm nhỏ dưới 9 chấm ha anh em, nhỏ dưới 9 chấm. Còn anh em nào mà có tiền hết chịu chơi mua thì vẫn có chấm cao bán phục vụ cho anh em. Giá cao, tại vì mình nhập vào giá cao mình bán giá cao cho anh em nè. 9.2, 9.3, 9.7, 9.6 nè anh em, đó 9.8 có luôn, 9.6 đó. Chấp nhận mua thì cái này thì mình nói thật sự á, chấm nhỏ chấm lớn gì đưa vô xe đều như nhau. Ngay cả chiếc xe 67 66 tự do của em đi cục IC có 0.1 0.2 gì à, nó vẫn vậy anh em ơi. Nhưng mà thị trường là người chơi mình tự hiểu và tự đặt ra rồi. IC chấm cao dẫn đến tình trạng là những người buôn, người giao hàng cho em như thế này nó sẽ bán lên giá chấm cao thì mình phải bán cao hai anh em đó. Thì đó, đây những cục này thì bán 1.2.000, 1.3 tùy anh em nha anh em. Thật sự là nó như nhau, tại vì nhà sản xuất nó sản xuất ra con IC rim lùng 99 nằm trên con xe 100 thì tất nhiên là nó cái gốc đánh lửa này kia chất lượng như nhau. Còn cái chuyện mà thị trường người ta làm giá hoặc là người thợ này kia người ta tự nói nhau thì tự hiểu ha. Đó, giả dụ em bán cái con mà chính những con 1.000.000 này nè, con 1.000.000 thì em bán giá là đây, cái con này giá nó rẻ hơn đó, cũng 9 chấm cho lên anh em thích thì mua ha. Đó, 9.D, 9.3, 9.2, 9.4 đó em bán 1.000.000. Còn mấy con 1.2 này là 9.6 nè, 9.7 nè, đó 9.8 em bán 1.3 luôn nè. Đó, có tiền là có tất cả nha anh em, quan trọng là anh em chịu giá thôi ha. Còn anh em mà đòi 600-700 ngàn đòi IC 9 chấm mấy này kia chắc không có đâu nha anh em. Đó, cứ như vậy là 850 một cục. Rồi, tất cả này là IC đúng hàng zin theo xe, bao anh em thầy thợ test, bao sống, bao test tại chỗ. IC rim lùng 99 hoặc là bất cứ dòng xe nào IC zin theo xe ai bán cũng vậy. Thứ nhất, bao test tại chỗ, ok nổ máy lấy tiền, ngoài ra là không bảo hành nha anh em. Tại vì đa số 100% những anh em mình đã sử dụng tới IC rim lùng 99 này á là đa số là 90% là sẽ sử dụng là vô xe độ. Xe độ thì sao, nhiều anh em mà lửa dưới quấn lửa đồ các kiểu này kia nó không hợp thì nó phá IC, nó chết lửa ráng chịu.
Nói chung là đi xe zin theo xe em bán bao test tại chỗ cho anh em là lấy tiền, ngoài ra là không hỗ trợ là chết đổi trả hay bảo hành nha anh em. Nói trước để anh em đỡ mất lòng nữa, ủa sao IC mới chạy 1 tháng 2 tháng sao chết này kia. Ok, nếu anh em muốn mua chơi IC bảo hành á thì anh em hãy mua cùng IC mà những hàng công ty như Sát Cozy này kia. Ví dụ công ty mới bảo hành cho mình 6 tháng thì mình sẽ bán và bảo hành cho khách hàng 6 tháng. Trong thời gian 6 tháng đó mà chết lỗi lửa thì mình sẽ đổi mới. Còn riêng những dòng IC như là Future, IC 81 này kia là cứ bao test tại chỗ nổ máy lấy tiền vậy thôi nha anh em. Như là nổ máy ca ok ngọt ngào đồng ý là giao tiền là mình hết trách nhiệm.